Xin chào các bạn. Các bạn có biết từ slang trong tiếng Việt có nghĩa là gì không? Slang. Slang có nghĩa là từ nóng. Trong tiếng Việt Nam có rất là nhiều từ nóng thú vị như là chất, xịt, đúng không? Rồi thì dởm, lởm, trên cả tuyệt vời, giản ai, chặt chém, viêm màng túi. Vậy thì những từ này khi chuyển sang tiếng Nhật chúng ta sẽ phải nói như thế nào? Trong clip ngày hôm nay thì mình xin được chia sẻ với các bạn điều đó. Yeah! Ngày hôm nay cùng với sự trợ giúp của em Phương, hy vọng clip này sẽ đem lại cho các bạn những tiếng cười sảng khoái. Cùng với đó là các bạn sẽ cảm thấy yêu tiếng Nhật hơn, cảm thấy tiếng Nhật trở nên thú vị hơn. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ là học sinh, còn em Phương sẽ là cô giáo. Cô giáo ơi, cho em hỏi từ lởm dởm trong tiếng Nhật là gì? Dasaides. Dasaides. Xin chào. 今日は履いてるスカートが ダサいですね いけてるよ黒シャツはめっちゃイカしてるよ イカしてる? イケてる? 意味わからない イカしてるは trong tiếng Việt có nghĩa là xịn nhá イケてる còn イケてる là chất, cực chất Tiến sĩ, ZECCOCHOです ZECCOCHO ZECCOCHO có nghĩa là trên cả tuyệt vời. Hay người Việt mình hay nói là đỉnh của đỉnh. Cô ơi, giản ai trong tiếng Nhật có nghĩa là như thế nào? Giản ai à? Neko kaburu desu ne. Neko kaburu. À, neko có nghĩa là con mèo đúng không? Kaburu có nghĩa là đội đúng không? Đội lốt con mèo đúng không? Thì là giản ai đúng không? Tô, ano kua mata neko kabutteru ne. Khi mà nói là thằng đấy cáo già ma cô lắm thì nói như thế nào cô? Aisu wa kosui yo. Thì cô ơi, cái từ lắm sẹo thế trong tiếng Nhật nói như thế nào? Lắm sẹo thế. Uzai. Uzai. Uzai trong tiếng Việt có nghĩa là lắm sẹo, hay người ta hay nói lắm sẹo thế. Thế còn từ nuột, nuột trong tiếng Nhật nghĩa như nào cô? Ii kanji desu ne. Ii kanji. Còn từ tởm nữa. Ừ, trông tởm thế, tởm quá. Tởm trong tiếng Nhật có nghĩa là kimoi. Kimoi. Trong trường hợp mà muốn nhấn mạnh cảm xúc ý, thì người ta sẽ bỏ i đi và sẽ chỉ nói là kimo. Ngoài ra còn từ nói như đúng rồi á, thì phải nói như nào cô nhỉ? Từ đó thì có nghĩa là yoku yu na hontoni. Yoku yu na hontoni. Thế còn từ chặt chém hay là bị chặt chém? Trong tiếng Nhật ấy, khi mà dùng là chặt chém ấy, người ta sẽ nói là botakuru. 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 Bị chặt chém. Botakureru. Botakureru. Mise no hito ni botakurareru. Botakurareru. Ngoài ra còn từ viêm màng túi. Chúng ta có hai cách nói để biểu thị sự viêm màng túi. Cách thứ nhất ấy, futokoro wa samui. Cách thứ hai nhá, futokoro wa samishii. Futokoro wa samui. Futokoro wa samishii. Hay là khi muốn nói đến tính cách của con người như là thằng ấy bẩn tính lắm, hay là thằng ấy thoáng lắm. Còn bẩn tính ấy hả? Chúng ta sẽ nói là kimae ga warui. Kimae ga warui. Còn thoáng ấy, đơn giản kimae ga ii. Kimae ga ii. Mata saenai kao shiteru ne. Dou shitan desu ka sensei? Saenai kao shiteru. Saenai kao shiteru. Wow, ii ganji ja.
Các bạn nào muốn tham gia chương trình kỹ thuật viên thì hãy gửi ngay thông tin về cho New World mình nhé.